Sáng nay, trường mẫu giáo Phương Tây 3 tổ chức ngoại khóa tại một trung tâm thương mại. Maso và các bạn được thỏa thích sáng tạo và đắm chìm trong những nét vẽ ngộ nghĩnh, đó là công nghệ thực tế ảo. Chỉ cần đeo mắt kính chuyên dụng, mọi thứ ta vẽ sẽ được hiện lên trên không trung. Các cô khen hết lời từ công cụ tiện lợi này. Cô Midori vui vẻ nói, con thích gì thì cứ vẽ đi. Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên. Thì ra là Kushin đang vẽ chiếc quần đã cởi của bố, nhưng ông nhóc lại vẽ lên mặt sàn, cạn lời thật sự. Hello, nay là Zen Anime, chứ không phải lớp học truyện tranh nha. Theo yêu cầu của các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng đồng hành với Shinosuke trong hành trình giải cứu Vương quốc Ngoài Ngoạc trong bộ V 28, Đông Độ, Vương quốc Rakuga và 4 vị anh hùng nhé. Cùng bắt đầu ngay thôi nào. Từng áng mây nhẹ nhàng trôi, một vương quốc diệu kỳ xuất hiện. Đây là công chúa của vương quốc, đứng ngoài theo dõi cuộc nói chuyện. Nhóm người trong điện đang quan sát tình hình vẽ vời của mấy cô cậu nhóc ở trái đất. Nhà vua khen ngợi bức tranh do Shin vẽ, nói đây là một tuyệt tác. Thấy cô giáo không cho phép Shin vẽ bậy, người đàn ông tóc bạch kim, bộ trưởng bộ quốc phòng của vương quốc, tỏ vẻ không hài lòng. Hắn muốn trẻ em phải luôn luôn vẽ, không muốn thì bắt phải vẽ. Và thế là kế hoạch Uki Uki Kaki Kaki được thi hành trước sự bất khả kháng của những người khác. Đức vua bị nhốt, bọn lính gác bắt đầu truy đuổi công chúa. Qua hàng trăm nấc thang, nàng đã đến được một căn phòng. Ở đó có một người họa sĩ, ông ta nhận ra công chúa. Họ cùng chạy đến nơi cất giữ cây bút chì màu nhiệm. Công chúa nhỏ do dự, rồi gắng sức lấy ra, mặc lời ngăn cản của họa sĩ. Sau đó, cô vẽ lên giấy một chiếc ba lô. Bất ngờ chưa? Có ba lô thật này. Chúng ta phải ngăn chặn kế hoạch xấu xa của bộ trưởng bộ quốc phòng. Chiếc bút này sẽ được trao cho một vị anh hùng ở trái đất, người có nét vẽ nguệch ngoạc. Đám lính canh đã đuổi kịp đến đây, không còn cách nào khác. Công chúa nhỏ đánh ném chú họa sĩ đi. Ông chú rơi tự do trong sự hoang mang tột độ. Kushin phát hiện ra đốm sáng kỳ lạ trên bầu trời. Một ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay bố Hiroshi có cuộc họp quan trọng nên sẽ về nhà muộn. Ông nhỏ ham chơi, còn mang theo Action Kamen để chọc phá bố, vô tình đụng trúng Hima, làm em góc òa lên. Shin ngã ra sau, cả nhà lại rơi vào mớ hỗn độn, đồ ăn vương vãi khắp sàn, bố phải thay áo mới và cô Shin lại trễ xe buýt, Bạch Tuyết lại phải nhịn ăn rồi. Mẹ Mise vừa đạp xe vừa than thở. Ơ, thằng nhỏ đâu mất tiêu rồi? Ra là đừng hòng mớt với chị Nanako, được chị gái mời đi ăn cuối tuần, mắt cu cậu sáng rực luôn. Thôi cảm ơn chị rồi đi học nào. Cứ lúc đó, đội quân của Vương quốc Ngoài Ngoạc đứng đầu là người đàn ông lực lưỡng đã đổ bộ xuống Kasukabe. Tên bộ trưởng đắc chí vì kế hoạch của hắn đã được tiến hành. Nhưng muốn thành công, phải cần thêm lực lượng và vũ khí, nhất là cái bút chì nhiệm màu ấy. Bọn tay sai chạy đến, báo tin không tìm được thứ mà ngài mong muốn, chỉ có chiếc đậu Hà Lan này thôi. Bên này, chú họa sĩ bắt tay vào công cuộc tìm người có nét vẽ nguệch ngoạc mà công chúa nói. Thì là ông Shinosuke nhà ta đó. Ở công viên, ông chú bắt gặp Jin và các bạn trưởng mẫu giáo Phương Ta Ba đang vẽ tranh. Bao khó khè đang hiểu vẽ mấy hòn đá cuội một mình. Ông chú đưa cái bút cho bố, nhưng không được rồi. Cô Midori chạy đến. Đội quân Rakugaki tấn công vào nhà người dân, bắt ép con em họ vẽ tranh. Nếu không đáp ứng yêu cầu của chúng, người lớn sẽ bị chụp hình và trở nên bất động. Lực lượng tiến vào thành phố ngày một đông. Trên đường chạy trốn, chú họa sĩ tìm được tập vẽ của Shin. Thôi ông muốn gì cũng được, vẽ cho tôi xem với nào. Ui, hiệu nghiệm rồi này, vẽ tất thối thì có ngay tất thối, mùi hương còn rất chân thực nha. Bọn lính phát hiện hai chú cháu, ông chú cầm theo chiếc tất, bước đến đột kích. Tay sai của bộ trưởng đã dẹp lát trên tường, chú hứa sẽ mua kẹo nếu Shin dẫn đến chỗ mẹ. Ông nhóc hút một cái rồi bỏ chạy, họa sĩ vẫn đuổi theo sau. Thấy khó bảo quá, chú đành phải dùng máy ảnh chụp cậu lên tập vẽ. Cô Midori cũng bị chụp hình. Lúc bấy giờ, chúng đạo anh tả đến siêu thị và tiếp tục đưa ra yêu cầu quái gở. Mẹ Mise và bé Hima cũng đang ở đây. Chú họa sĩ ôm tập vẽ đến khu đất trống và kể tường tận mọi việc. Chuyện là nguồn gốc sinh mệnh của vương quốc Rakuga bắt nguồn từ những nét vẽ tự do, nguệch ngoạc nhưng đầy sự tà bạo ấy. Càng hấp thụ nhiều sức mạnh từ tranh vẽ, vương quốc sẽ lớn lên. Nhưng hiện tại, trẻ em ở trái đất chỉ biết đắm chìm trong những thiết bị hiện đại, nguồn năng lượng nguệch ngoạc ít dần khiến vương quốc Rakuga tiến dần đến suy vong. Có vẻ ông nhóc không chú tâm lắm nhỉ? Bọn chúng lại đến nữa rồi, dám chui qua một trang nha nhóc. Tách, chú họa sĩ bị bắt, may thay đã xếp kịp và ném máy bay Shinosuke đi. Đoàn quân Rakugaki áp giải trẻ em lên con tàu. Chị Shinobu, cả chị Nanako nữa, tất cả người lớn đã bất động hết. Shin ta cảm quyết tâm hành động, giải cứu mọi người. Bên này, bọn chúng đã cắm cờ chiến thắng, đàn áp thành công. Trẻ em Kasukabe được xếp vào phòng khác nhau, mỗi phòng đều có một người hướng dẫn riêng biệt. Đây là chị Táo, còn đây là chị Dưa Lưới. Ai nấy đều lo lắng, hoang mang, nhưng cũng chẳng thể phản kháng. Bỗng Kazama đứng lên như một vị anh hùng. Chị ta không nói, mà liếc mắt sắc lẹm. Một tiếng tách vang lên, cậu bé đã bị dính chặt ở bức tường. Maso buộc khăn lên đầu, nhanh tay vẽ như chớp. Ở một diễn biệt khác, mẹ Mise ngồi trông cho bé Hima vẽ. Mẹ ngỏ lời xin chị dâu tây cho về nhà, nhưng thuận chúng thì sống, nghịch chúng thì tách. Thấy mấy anh trai, bé Hima lại khoái khoái, còn tô màu lên mặt mẹ nữa chứ. Một luồng sức mạnh được phát ra từ trái đất, vương quốc Rakuga hồi sinh, người dân khắp nơi đều hạnh phúc hát ca. Tên bộ trưởng đắc chí quay sang mỉa mai đức vua.
Cùng lúc đó, đám lính gác áp giải chú họa sĩ đến. Chỉ cần có cây bút, giấc mộng xâm chiếm trái đất của chúng sẽ thành hiện thực. Tất cả đều phải phục tùng cho hắn và Rakugaki. Nhưng trong túi ông họa sĩ, chỉ có một cây mang tây thôi, thường dễ sợ. Bay được một lúc, máy bay giấy Shinosuke lạc trôi đến vùng ngoại ô tuyệt đẹp và mắc vào tán cây. Búm búm, ghế chơi cây chưa? Đáp đất thành công rồi nè. Cú gội với lấy cây bút, vẽ một đường tròn quanh mình. Cúc Hà, Shin đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cậu nhóc lại hề vẽ. Sao mặt ông nhóc lại cam chịu thế này? Là mùi của đồ hai ngày chưa giặt đấy. Thoáng chốc, trời chiều đã ngả vàng. Hai anh bạn tìm chỗ trú, nhưng Shin bảo ở khúc gỗ là ổn rồi. Bên kia có ngôi nhà trống kìa. Quân Shin nhỏ kể Shin nghe về kế hoạch ngày mai, giải cứu người dân Kasukabe và chấm dứt cuộc chiến Rakugaki. Nói xong, ông nhỏ Shin liền lấy bút ra làm vẽ. Những nét vẽ này trông quen quen các bạn nhỉ? Đôi mắt dễ thương, cái đó to to nè. Chị sẽ nói những lời này về tớ. Ta-da! Cũng là chị gái đó, nhưng không như cô cậu mong đợi. Mình tạm gọi chị Nanako này là Nafake nhé. Ai bảo ông vẽ xấu làm gì? Đuổi bắt màn 2, action! Shin bất cẩn vấp trúng hòn đá, may mà được chị Nanako đỡ. Trời tối om mà chẳng thấy bố mẹ về, Bảy Tuyết lo lắng, liền chạy ra phố. Bố Hiroshi thì say mềm, mấy tên lính bảo vệ bố cũng vẽ, chờ bố đi nơi khác còn cảm ơn cơ. Bạch Tuyết nhìn theo chiếc xe ngoảnh ngoạc trong vô vọng. Bên này, bé Shin đang say giấc trong vòng tay của chị Nafake. Bố Hiroshi mơ màng tỉnh giấc thì thấy một cảnh tượng khó tin, nhưng đứa trẻ đang vẽ tranh trong sự ép buộc. Mẹ Mise và bé Himawari kìa. Bố ôm Hima núp vào một góc tường. Trời bỗng tối đen, cả lâu đài đâm sầm xuống thành phố, tạo nên cơn địa chấn. Chỉ là ác mộng của tên tóc bạch kim thôi. Nhưng mấy con vẫn miệt mài vẽ. Vậy mà sức mạnh của Rakugaki lại yếu dần. Phải giải quyết thế nào đây? Đóng cửa vương quốc hay để nó sụp đổ ngay trước mắt mọi người? Không, hắn ta đã tính sẵn rồi. Người mèo cầu vồng đi vào với thứ gọi là bảo bối cổ xưa. Đức vua lên tiếng ngăn cản. Nhóm Kushin, Xịp Nhỏ và chị Nafake lên đường giải cứu mọi người. Kushin đói quá nên không chạy được nữa rồi. Gọi anh hùng lợn đi. Ông nhỏ chậm rãi vẽ. Lợn mà trông ốm nhom thế này. Xịp Nhỏ phát hiện bên dưới có cá, để tớ đi bắt cho. Shin nghe vậy liền tươi tỉnh trở lại, lao thẳng xuống dòng nước làm cá bơi đi hết. Đây là Chocobi nè. Cơ mà... Tiếng máy bay thu hút cả nhóm. Đó là đội không quân của Vương quốc. Chúng đang truy tìm cây bút chì mỏ nhiệm đấy. Mọi người đã trốn kịp dưới chân cầu. Phải hành động nhanh thôi. Xịp Nhỏ dặn dò anh hùng lợn phải chiến đấu hết sức để bảo vệ cây bút thần kỳ. À, cái thanh màu hồng mà anh hùng lợn mang theo không phải là kiếm đâu. Đó là thanh kẹo Chitose đấy. Thấy anh bạn mới không được sung sức cho lắm, Kushin vẽ ngay một con xe siêu xịn sò. Xe đầy đủ tiện nghi nhưng lại không có phanh. Bàn đạp còn có dòng chữ không được đạp nữa chứ. Chẳng mấy chốc, phụ tùng rơi rụng hết thảy. Bưri bưri Daemon bay khỏi ghế luôn. Chiếc xe bẻ lái ra khu rừng, Kushin lại bấm nút cấm. Đuôi xe phun lửa, thành lợn nướng mất thôi. Ra khỏi đường hầm, chiếc xe không phanh lao xuống hồ nước. Ê, đều nguyên vẹn cả nhớ. Ô, chiếc xe tan trong nước rồi này. Xịp Nhỏ giải thích, mọi thứ có nguồn gốc từ Rakugaki đều sẽ tan biến trong nước như vậy. Tình hình Kasukabe ngày càng tồi tệ, trẻ em dưới sự canh chừng của quân đội Rakugaki phải vẽ liên tục. Bô mở cả vai, Kazama động viên các bạn. Masao quay bức tranh, vẽ cô giáo Yoshi Usu và bà chị Melon. Quay lại với tiểu đội, phía trước là vật cản lớn, phải làm sao đấy? Kushin định vẽ máy bay, nhưng Xịp Nhỏ ngăn lại, bởi nếu bị phát hiện thì những đứa trẻ Kasukabe khó mà quay về bình an. Cuộc hẹn ăn tối với chị Nanako cũng sẽ tan biến đấy. Anh hùng lợn lẳng lặng bước đi. Chị Nafake lao lên trên. Shin và Xịp Nhỏ cũng theo chân chị, không may bị ngã mất. Ái chà, anh hùng lợn tính bỏ trốn đây mà. Ừ thì bạn bè gặp khó khăn, thì sao anh hùng như ta có thể bỏ mặc được chứ? Cơ mà quay ra nhanh thế. Cuối cùng cũng qua được rồi. Thích thì xin chiều luôn, cho tận 10 tỷ luôn này. Trong lúc hai anh em còn cuốn quýt bên nhau, chị Nafake nhặt được tấm bản đồ. Cả nhóm tiếp tục đi. Bri bri nhảy vào lên tán cây đánh một giấc, thứ quả lạ rơi trúng đầu lợn ta. Mọi người dừng lại ăn lấp bụng. Chị Nanako cõng các bé con chạy đi trên con đường ven rừng. Mặt trời lặn xuống cùng thứ ánh sáng chói chang. Shin ngửi ngửi phát hiện ra mùi cơm nóng. Phía dưới kia là thành phố, chúng mình đi thôi. Đây là Yumo, mẹ của cậu bé đang ở Kasukabe thăm bà ngoại. Theo tiếng gọi của con tim, Shin ta chạy đến quán cơm với vận tốc ánh sáng. Hai cậu bé nhìn nhau.
Shin nó chỉ cần cơm cà ri thôi, 4-1, không chuột thì cho ăn. Cả nhà mình cùng ăn và tấm tắc khen ngon. No nê xong rồi thì tiếp tục hành trình giải cứu Kasekabe nào. Thánh lợi mặt đã trở lại. Và còn thúc giục mọi người nhanh lên nữa chứ. Cậu bé tóc tím xin đi theo. Sau 7-7-4-9 màn giới thiệu thì đội giải cứu Kasekabe cũng xuất phát. Vì ngoại hình của mấy người này đặc biệt quá nên phải cải trang để khỏi bị dân chúng chú ý. Mấy đứa trẻ ngủ gà ngủ gật thấy mà thương. Hai tên lính mang bảo bối của đại đến, nó là sân vẽ tranh. Theo chị Melon, bảo bối này giúp ta vẽ một cách vui vẻ không quá. Maso là chú chuột bạch đầu tiên. Lên nhạc, mặc cho cậu bé khóc thất thanh, bà chị vẫn cứ đe dọa mấy đứa trẻ. Rung lắc thế này thì làm sao mà vẽ được. Trên tàu điện, ông nhóc là nhầm tên của chị Nanako, con ship nhỏ thì sắp chịu hết nổi rồi. Cậu bé rất lo lắng cho mẹ. Một chuyến xe đến Kasekabe của quân tự vệ đang ở gần đây. Cả nhóm phóng lên nóc xe tăng. Phi vụ đi ké thành công. Bé xịt nhỏ được tự do rồi, đi cứu mọi người thôi. Cơ mà cây bút và giấy vẽ đã biến mất. Tiếng gọi của chị Nanako từ đâu vào trong đầu cậu. Bút thần xuất hiện trở lại. Shinta hăng hái vẽ, nào là máy bay, xe tăng. Bri bri nhắc nhở, bút gần hết sắc màu rồi đấy. Nhưng xịt nhỏ nó không sao đâu. Yumo nhìn Shin với con mắt ngưỡng mộ. Phương tiện đầy đủ cả rồi, tiến công thôi. Đợt tập kích của cả nhóm bước đầu gây bất ngờ cho quân đội Rakugaki. Vừa xong, dàn máy bay của Gushin đã va vào nhau, pháo hoa nổ sáng cả vùng trời, xe tăng cũng tàn nát. Thế là lãng phí sắc màu rồi. Chị Nanako đánh ôm mấy nhóc nấp trong ngõ hẹp. Trong lúc Gushin đang vẽ đồ chiến đấu, anh hùng Biribiri Jaemon đã đầu quân sang phe địch, còn nhận mình vốn là đồng minh của kẻ mạnh. Yumo gợi ý viết thêm chữ phát nổ vào trong trứng cá tuyết. Ôi giời ơi, ông hoàng chính tả Shinosuke. Cuối cùng cũng viết xong, lần này thì hiệu quả nè. Anh hùng lợn lại trở về với nhóm Shin, đúng là chúa tể lật mặt. Thấy cô Yoshinaga bị mắc kẹt, cho cưng cứu cô giáo ngay. Cô hốt hoảng khi nhìn thấy một chiếc quần lót biết nói. Vì lượng sáp còn rất ít nên giờ chỉ vẽ được trứng cá nổ thôi. Maso vẫn đang khóc ròng với vũ điệu samba nên nơi có vẻ không chịu được nữa rồi. Bố khẽ gọi bạn dậy, nhưng cái kết là Maso nghe thấy tiếng gọi, nhìn qua nhìn lại thì thấy cái gì bé tí là xếp nhỏ. Nhóm của Shin sắp hành động rồi. Cánh cửa mở ra, xịt nhỏ quăng trứng nổ vào bên trong. Chị Nafake tấn công chớp nhoáng, hạ gục quân địch. Ngay sau đó, Shin tung chiêu bố mông, rồi vẽ thêm một con kiến khổng lồ. Bọn lính bị đuổi chạy té khói. Ít là Kazama, thấy bạn không cử động được, Shin lợi dụng thơm má, rồi ôm cậu ta một cái. Mẫu giả Futaba đã an toàn. À, bánh tuyết đây rồi. Đội phòng vệ nhí sẵn sàng chiến đấu. Người dân đã được giải cứu, vẫn còn vài người ở trung tâm thương mại nữa. Shin nhìn thấy chị Shinobu, người bên cạnh là chị Nanako sao? Yumo muốn đến nhà bà để tìm mẹ, Shin nhỏ khuyên ngăn khiến cậu chần chừ. Cuối cùng, Yumo quyết định chạy đi. Quân đoàn Rakugaki lo lắng bởi sự xuất hiện của anh hùng Shinosuke, nhưng bộ trưởng lại tỏ vẻ đắc chí, nghênh ngang đi xuống mặt đất để bắt sống anh hùng. Nàng công chúa cũng vội vã đi theo. Biệt đội giải cứu Kasekabe nghiêm túc bàn bạc kế hoạch, chăm chú nghe ý tưởng của Kushin. Tiểu đội phân em bé ồ ạt vào trung tâm, khiến chúng phải gọi thêm quân chi viện. Đội phòng vệ mang theo búa mông vào siêu thị. Shin bị người đàn ông kỳ lạ nhắm đến, không ngừng xịt sơn vào cậu. Nene và Masao ứng cứu nhưng đều thất bại. Xem Kazama ra tay đây. Bố Hiroshi đang ngồi ở thang cuốn, nghe ngóng tình hình. Yumo đến nhà bà nhưng không có ai. Công chúa Rakugaki đáp xuống trái đất, vô tình chạm mặt Yumo. Bé Hima bị bắt đi. Ông lận lại vậy, Kazama không tài nào ngắm bắn xuống nước được. Bố Hiroshi dùng chiếc chân thối thương hiệu xử đẻ bọn người xấu. Team cờ trắng lại thêm một thành viên. Shin ra giúp mẹ Mizae. Hai mẹ con ôm nhau, vô tình làm rơi bút thần. Gia đình Nohara lên tầng trên để tìm chị Nanako. Bri Bri chụp lấy một bút rồi phóng mô tô đi mất. Yumo đồng ý dẫn công chúa đến chỗ anh hùng. Có tiếng động. À, đó là mẹ của Yumo. Họ định nhờ Bri Bri giúp đỡ, nhưng ông ta bận giao dịch với bộ trưởng rồi. Tên bộ trưởng nói, anh hùng Bri Bri rơi vào thế gọng kìm. Sau một hồi suy nghĩ, ông ta lùi về sau, quăng màu sắc màu cho hai bạn nhỏ. Bri nói buồn đi vệ sinh rồi phóng xe đi. Hai người kia cũng đuổi theo. Chúa tể lật mặt bị trong ngược lên cây. Dù gì cũng phải quay về trung tâm thương mại đã. Cơn mưa kéo đến, mọi người không thể bước tiếp. Shinosuke mang theo búa mông chạy đến khu vui chơi tìm chị Nanako. Có cánh tay đang vẫy như cầu cứu kia. Shin vội đi qua, nhưng bên đó đã có hai thú dữ chờ sẵn. Không xong rồi, cây búa tan chảy. À, ta muốn chụp hình cậu bé. Thấy thế, chị Nafake liều mình chạy đến ngăn cản. Nước mưa ướt đẫm thân xác, nhưng chị vẫn cố gắng bảo vệ bé Shin. Dâu và táo đã bất động, chị Nanako biến mất. Shin cúi gằm mặt xuống. Phụ huynh dẫn con em rời khỏi trung tâm. Lâu đài Rakuga đâm xuống ngay trước mắt mọi người. Người dân hối thúc Shin vẽ những thứ có thể chiến đấu đi. Không khí trùng xuống, người dân quay sang đổ lỗi cho bé con.
mẹ con Yumo cũng tới. Công chúa nói chỉ cần vẽ nguệch ngoạc, vương quốc sẽ quay về bầu trời ngay. Yumo tiếp lời, Biribiri đã trả lại cây bút màu, nhưng cậu đã dùng hết nó để cứu mẹ rồi. Dân chúng Kasukabe thi nhau bỏ chạy, không ai quan tâm đến lời cầu cứu của công chúa nhỏ. Lâu đài sụp đổ dần. Con đường tấp nập xe cộ, Kazama thu thập tập vẽ và bút màu, động viên tinh thần đội phòng vệ Kasukabe. Các cô giáo trưởng Futaba cũng giúp sức. Hai team bút thần đã dùng hết, bộ trưởng bộ quốc phòng rơi lệ tuyệt vọng. Chiến lược Uki Kakigaki thất bại, đất nước này đến hồi kết rồi sao? Shin bị dòng người xô đẩy đến khu đất trống, nơi anh hùng lợn bị treo bàn nãy. Các bạn biết đấy, nước sẽ hòa tan những thứ có nguồn gốc từ Rakagaki, và anh hùng Biribiri cũng không ngoại lệ. Những giây phút cuối cùng, lợn ta trải lòng với Shin. Chiếc lá rơi lay động mặt nước, Biribiri Daemon biến mất. Kushin hạ quyết tâm, rồi đẩy xe sơn trong vô thức. Đất đá rơi xuống mặt đất, bố mẹ Nohara chạy đi trú ẩn, cũng không quên gọi tên bé con. Trước cửa hàng chỉ còn lại 3 người, vương quốc đang nhỏ dần. Yumo hì hục thu dọn họa cụ để cùng nhau vẽ nguệch ngoạc. Giờ phải tìm Shinosuke. Tất cả chạy lên tầng thượng. Yumo lớn tiếng gọi Shin, nhìn bạn mình mải mê tạo những nét vẽ nguệch ngoạc, cậu bé đã nhận ra điều gì đó. Mẹ Yumo dẫn các bạn đến phòng phát thanh, lời cầu cứu của công chúa nhỏ lại vang lên. Cũng có những người phân vân suy nghĩ, nhưng tất cả lại quyết định rời đi. Không thể kìm nén được nữa, Yumo hét to vào micro, chúng ta phải hợp sức cùng nhau. Shinosuke đã cứu mọi người, tất cả đã quên hết rồi sao? Tôi đã được cậu ấy cứu và không muốn chạy trốn. Còn các người chỉ biết chạy và chạy. Chỉ cần vẽ nguệch ngoạc, cả Rakugaki và Kasukabe đều được cứu. Như được thức tỉnh, những đứa trẻ và cả người lớn lần lượt đến chung sức giúp đỡ. Team cờ trắng cũng nhập cuộc, dây khổng lồ tình nguyện chở bố mẹ Shin đi. Theo sau đó là ông chú phun sơn cầu vồng. Anh hùng tí hon vẽ phần thân của Biribiri Daemon, còn đội phòng vệ nhí sẽ vẽ phần đầu. Người dân Kasukabe đồng lòng cùng nhau vẽ tranh. Bộ trưởng đang dầu dĩ trên vai lực sĩ. Khi Shin chạy qua, họ nhận thấy nguồn năng lượng màu nhiệm ấy. Chẳng mấy chốc, cả thành phố ngập tràn trong sắc màu ngố nghĩnh. Đến lúc quan trọng nhất thì hết sơn. Chip nhỏ muốn hy sinh để hoàn thành bức tranh, vì cậu do bút thần tạo nên mà. Anh bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Shin không chịu. Cuối cùng, cậu nhóc đành thuận theo nguyện vọng của bạn. Shin ra sức kéo giãn, tiếng rên la của Chip nhỏ mới đau lòng làm sao. Và rồi, tuyệt tác hoàn thiện, anh hùng Biribiri Daemon tái xuất với phiên bản to khỏe hơn. Những lời động viên cứ thế tiếp sức cho ông lợn. Lâu đài Rakugaki cùng những thần dân của vương quốc trở về bầu trời xanh trong. Shin nhớ trả cho người ta đấy nha. Gia đình Nohara chạy đến, may quá, cả nhà đều bình an. Trở về vương quốc, bộ trưởng quốc phòng nhận tội với giọt nước mắt ăn năn. Đức vua hệ nguyên hình nhỏ xíu xiu bay đến và tha lỗi cho hắn. Bên này, Yumo đang bày cho công chúa cách sử dụng máy tính bảng để vẽ tranh. Và cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. À quên, bé Shin đang được chị Nanako đút cho ăn kìa. Mới tích chưa? Shin, Yumo, Xịp nhỏ, Biribiri và cả chị Navake đều là những anh hùng thực thụ. Movie 28 với đầy cảm xúc kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nhớ like và comment cho Ten biết movie tiếp theo mà bạn muốn xem là gì nhé. À mà đừng quên đăng ký kênh nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.